Xin chào mọi người. Hôm nay thì em giới thiệu mọi người ba đàn cừu poodle mới được xuất bán bên em nhé. Đây là ba cái màu mà đại diện cho cái tông màu sáng của các bé poodle nhé. Thì đầu tiên là tông sáng nhất là hai em trắng tinh này. Này, còn được một cái siêu xinh luôn. Nãy giờ em bỏ ra chỉ ngồi nhìn vào nó thôi. Đấy, kịch lắm, đáng yêu cực, nhất là con đực này này. Quấn người dã man luôn. Đấy. Đây là một đàn thứ hai là đàn màu mơ, màu bớt sáng hơn một tí thì là mơ nhá. Đàn mơ thì rất là đặc biệt, có ba bé thì có hai em là mơ mũi hồng mắt xanh. Chân lùn tịt luôn. Này chân lùn lắm. Đang buồn ngủ quá. Có ba bé, một con đang chui kia ngủ rồi. Đây, mũi hồng mắt xanh. Con này xinh nhất đàn. Lùn chưa? Uống nước bẩn hết mặt rồi. Chân lùn tịt luôn. Đeo ú. Còn màu cái màu tối hơn thì là cái đàn màu nâu nhạt nhà em nhá. Nhưng mà đàn này thì nó là nâu nhạt chứ không phải nâu đỏ ấy, mọi người nhá. Đàn này thì là size tiny toy 70 ngày rồi, rất là cứng cáp rồi. Nâu nhạt, không phải nâu đỏ. Nâu đỏ thì mọi người sẽ thấy là cái phần lông nó thẫm màu hơn. Nhưng màu nâu nhạt thì nó sẽ thiên về màu vàng hơn. Đấy, thì hôm nay em có ba đàn màu nó cũng tương tự như nhau nên là quay cho mọi người xem. Đàn này thì em chưa tắm rửa gì được cho bọn nó, tại vì em mới chuyển từ trại sinh sản về, tiện bỏ ở đây để quay luôn cho mọi người xem thôi. 70 ngày. Hai con trắng này xinh đấy, thích ơi thích, nhất là con đực trắng này. Yêu ơi yêu luôn, quấn người cực. Nãy giờ em quay video là em chỉ bỏ nó ra ngoài chơi thôi. Cho em đùi chơi. Cái màu màu đây là ba cái tông màu khá là sáng của cái poodle mọi người nhé. Ngoài ra thì màu mơ nó sẽ có một cái màu gọi là màu mơ đậm, nó sẽ nhạt màu hơn cái màu của cái đàn nâu nhạt này một tí này, nó thiên vàng nhiều hơn, còn nâu nhạt thì nó sẽ thiên nâu nhiều hơn. Đấy nên là em vẫn thường nói mọi người là poodle là một cái dòng chó nó có rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người luôn, không bé nào giống bé nào cả. Và anh chị nào mà thích cái kiểu màu nó phải thật là sáng chói lóa mắt thì chọn ngay những em màu trắng như này nhá, rất là xinh. Màu trắng là cái màu rất là dễ nhuộm màu luôn. Em thấy nhiều anh chị rất là sáng tạo trong cái việc nhuộm màu lông cho chó thì đáng yêu lắm. Thì mọi người nên mua màu trắng. Màu trắng thì giá nó sẽ cao hơn một chút, bởi vì là để ra được trắng tinh như này thì không phải là cứ bố trắng mẹ trắng là con ra sẽ trắng tinh. Thậm chí là con ra trắng tinh mà mọi người cái người chủ nuôi đẻ nó sinh sản của nó mà không biết cách chăm ấy thì nó sẽ bị mất, nó sẽ bị thành màu bị ố cơ. Đấy, nhưng mà khi mà mọi người nuôi một hai bé ở nhà thì rất là dễ để giữ được cái màu trắng này, chỉ có điều là nuôi cả đàn để nuôi sinh sản ấy thì nó sẽ khó giữ hơn. Ngủ gật luôn này. Ừ thôi em chuẩn bị cho bọn nó vào ngủ đấy. Mọi người thích bé nào thì cứ nhắn tin cho em nhá, em sẽ gửi video và hình ảnh riêng của từng bé cho mọi người chọn. Rồi, xin chào mọi người.